À, xin chào các bác, bây giờ em sẽ test một đoạn clip nhé. Các bác, đây là một cái combo của em đang giảm giá 50%. Đây là combo kỷ niệm, loa kỷ niệm 80 năm của hãng Ellipson của Pháp, bao gồm đôi loa này. Đây là hai căng hít 500 của nó này. Một cái âm ly tích hợp Bluetooth, CD, quang in, rồi là USB radio đầy đủ cả và một cục súc. Đây là một combo của nó, không bao gồm kệ và chân các bác nhé. Em thì quay vào, đã đầy đủ dây loa Đức ở sau này, đã cắm vào dây súc của Đức luôn. Em sẽ kết nối TV Smart con này, cắm cổng quang vào con này để chúng ta nghe một bài YouTube online. Đây, bây giờ em bật YouTube này. Chúng ta nghe một đoạn test của nó. Combo này có giá là 40 triệu các bác nhé. Giá mới của nó là tầm 80 đấy. Thank you.